Thơ xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Thi Thơ rất là vui khi được đồng hành cùng với quý cô chú, anh chị và các bạn để cùng chia sẻ những thông tin liên quan đến thủ tục hành chính và quy định pháp luật trong lĩnh vực đất đai trên kênh YouTube Nguyễn Còn Quê. Để thực hiện được việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hay nói cách khác là hồ sơ mua bán đất đai, thì thửa đất đó phải có đủ điều kiện chuyển nhượng theo đúng với quy định của pháp luật. Trong đó, có điều kiện chuyển nhượng quan trọng nhất đó là thửa đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn được gọi là sổ đỏ. Về các điều kiện để thực hiện thủ tục chuyển nhượng của một thửa đất được quy định tại khoản 1 điều 188 luật đất đai năm 2013, gồm 4 điều kiện sau. Điều kiện 1, thửa đất phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hay còn được gọi tắt là sổ đỏ. Điều kiện 2, thửa đất không có tranh chấp. Điều kiện 3, quyền sử dụng đất của thửa đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án. Điều kiện 4, thửa đất phải còn trong thời hạn sử dụng đất. Như vậy, phải có sổ đỏ là điều kiện bắt buộc khi làm thủ tục sang tên, thực hiện việc mua bán đất đai. Trong trường hợp quý cô chú, anh chị và các bạn đã mất sổ đỏ thì phải làm thủ tục cớ mất và đề nghị cấp lại sổ đỏ xong mới tiếp tục làm sang tên được. Hy vọng những nội dung trên sẽ mang đến những thông tin hữu ích đến quý cô chú, anh chị và các bạn. Thi Thơ thay mặt kênh YouTube Nguyễn Đoàn Quê gửi lời cảm ơn chân thành đến quý cô chú, anh chị và các bạn đã ủng hộ, đồng hành, quan tâm, chia sẻ cho kênh trong suốt thời gian vừa qua.